Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Thuê hai đối tượng nổ súng bắn gục nam thanh niên cầm đồ trước quán cơm Không Đồng, liên quan đến vụ nổ súng khu vực trước cửa quán cơm Không Đồng khiến Nguyễn Quốc Hát, tức Hát, méo, bị thương, công an thành phố Hải Phòng cho biết đã xác định được ba nghi phạm trước đó, như báo người lao động đã đưa tin, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 21 tháng 9, anh Nguyễn Quốc Hát, tức Hát, méo đang có mặt tại khu vực trước cửa quán cơm không đồng tại phố phạm bá trực phường hoàng văn thụ quận hồng bàng thành phố hải phòng thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy dùng súng bắn một phát trúng vào đùi bên phải hành sự xong hai đối tượng lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường xét thấy việc các đối tượng nổ súng bắn người giữa ban ngày tại khu vực trung tâm thành phố nơi đang tập trung đông người làm nhân dân hoang mang lo sợ ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ để tập trung lực lượng tiến hành truy bắt các đối tượng gây án và làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hồng Bàng đã xác định và truy bắt hai nghi phạm gây án là Phạm Văn Cương, sinh năm 1988, trú tại Vĩnh Dương, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và Bùi Sơn Tùng, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá quận Lê Chân, hiện trú tại lô 58 đoàn kết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Cương và Bùi Sơn Tùng thừa nhận trước đó đã được Đỗ Mạnh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo thuê đi cùng Tuấn để bắn, gây thương tích cho anh Nguyễn Quốc Hát căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được ngày mùng 1 tháng 10. Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Văn Cương bùi sơn tùng về hành vi gây rối trật tự công cộng riêng đỗ mạnh tuấn hiện vẫn đang bỏ trốn công an quận hồng bàng đã ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã đối tượng này cùng về hành vi trên được biết nạn nhân nguyễn quốc hát biệt danh hát méo là người thuộc giới giang hồ chuyên hoạt động cầm đồ nguyên nhân khiến đỗ mạnh tuấn thuê hai đối tượng phạm văn cương và bùi sơn tùng cùng mình nổ súng gây thương tích cho hát méo do nợ nần hiện công an quận hồng bàng đang tập trung truy bắt và điều tra mở rộng vụ án